ăn với thịt nè, ướp thịt cà no nè, đường bột ngọt mấy nè, cà đặc sản ướp vô cũng xả với ớt. Nhịp chính rồi cái đầu để vô biết không? Có máy không? Rồi bây giờ dọn đi rồi chút đó. Trong thành này làm đi, làm đi, làm đi thôi chị đi. Xin chào các bạn nha. Bữa nay thì mình sẽ làm về một món là gà luộc sả. Mình sẽ làm một món về mà vịt luộc sả. Thì bữa nay thì mình có gia vị gồm là sả. Gia vị mình hiện bây giờ đang có là sả và hành và củ cải gà gót. Thịt gà. Vịt và nấm. Lục xả bắt đầu lên thợ thử vậy nè cho thơm nó đi. Anh nói tao nói không dính tao. Bữa nay là món mà vịt lục xả nha, bắt tỏi đồ lên với dầu tỏi lên rồi mình thử. Đây có vịt nè, có nấm nè, có củ xả, cải gót. Vàng đổ vào thử vàng rồi bắt đầu mình xào để đường bột ngọt rồi cà no rồi vô hết đầy đủ đó rồi mình xào cho săn rồi mình nấu.
Bữa nay mình làm quầy món ăn là vịt luộc sả. Mình có gồm nguyên liệu là củ cải cà gót, nấm và sả và hành. Trong nồi trước mặt của mấy bạn đây là vịt luộc sả, hiện giờ là mình đang xào, mình đang xào cho nó nấy, cho nó săn. Cái này mẹ không để mà bột niêm mình đâu, để hết rồi, ướp nãy hết rồi. Chừng nào mình cho nó gần chín thì mình lên thêm nữa. Nãy ướp cho ướp vô thịt hết rồi. Vịt luộc sả nha. Ôi trời, thôi tao nghỉ nha. Mẹ quay con đi. Đây tao quay cho mày rồi đó. Vậy đi, mày về mày xào đi. Bố quay tao, tao nói tao. Quay vậy thôi được rồi, đừng có quay tao. Cầm chặt lên đi nè. Bố ở đây. Đâu? Xin chào các bạn nha. Xin chào cả nhà. Bữa nay thì mình sẽ làm quầy vịt luộc sả. Thì gồm có nguyên liệu là nấm và sả và hành và củ cải. Xào lên. Mình hiện bây giờ mình đang xào vịt cho nó săn lên. Vô mặt mà luôn đi. Giờ mặt mà. Hiện bây giờ mình đang xào nha. Xin chào mấy bạn nha. Mình mời các bạn và tham gia và đăng ký và ủng hộ cho cái kênh mình nha. Và xin chào mấy bạn. Các bạn nào gần mình thì mình sẽ mời nha. Bữa nay mình mời cả nhà ăn vịt mà luôn á. Ăn vịt tôi xả. Xào bên kia nữa. Cầm miếng thịt vậy. Cái đít kho câu lên. Ngon quá đó. Ngon quá mà mấy bạn ơi, ở đây là cái kho câu vịt là ngon quá luôn. Cái kho câu này không biết chiều nay là kho câu này là nó của ai nha, cái này mình không biết nữa. Các bạn nào mà có coi mà về kênh YouTube mình và có về đăng ký kênh mình thì mấy bạn thì có nhắn lại cái comment nha, để comment và nhớ và ủng hộ share và đăng ký cho mình. Thì mà mình cũng mới làm kênh YouTube và mình cũng tham gia đây, nhưng mà mình chưa biết làm đồ ăn gì nhiều, nhưng mà mình cũng sẽ làm nhiều hơi mà từ từ mình sẽ và cũng mà ủng hộ theo mà mấy bạn. Thì mong mấy bạn thì có gì thì đó mà chia sẻ dùm cho mình với, và nhấn nút bài chỗ đăng ký dùm cho mình. Múc nước để vô đi. Bước là múc nước đi. Múc nước, lấy cái ca. Mở luôn. Nửa ca nhiều quá à. cầm đi chút đi, vừa cầm vừa sơ đi, vừa cầm vừa sơ chút nữa cho thấm. Hôm nay mình làm món mà vịt luộc sả nha, sơ đi cho thấm đi rồi. Mình đang xào cho vịt đang cho săn lên, xong rồi chút xíu nữa mình chuẩn bị mình để nó mà gia vị và nấm và sả cộng và hành và với mật ngô cải cà gót. Quê hồi nó nóng thì hồi nó quất là hồi phạch đường rồi. Sai con cái. Xin chào mấy bạn nha. Các bạn nào mà coi và ủng hộ và đăng ký kênh cho mình với. Và để lại cái comment ở dưới cho mình.
ngon quá các bạn ơi. Nè thịt này thấy không, chắc mà ngon. Vịt này là vịt nuôi luôn nha, vịt này là vịt nén, thịt rất là ngon. Vịt con bị nguyên mà mời các bạn qua dùng thử với mình ha. Đâu nó chì thôi chứ tại vì nó chưa chín. Như nãy giờ mình xạo đây giờ, nãy giờ chứ mình thèm cái mà phô con quá trời luôn rồi nè. Chiều nay chứ mình ăn cái mà phô câu với mà cái mà đồ gà với mà một cái đầu được rồi, chứ mình không ăn nhiều. Ăn nóng tinh rồi, để nước vô đi, hết nước nó vô luôn. Hiện bây giờ mình đang để nước vô nha mấy bạn. Để gọn gọn để nó nhỏ rồi. Hả? Đừng đụng nữa, buông ra đi, để sôi sôi lại đôi đũa thịt sôi lại. Rồi. Nói đi, bữa nay vịt luộc xả. Món này nói nãy giờ nhiều rồi. Bây giờ quay đâu, thôi. Quay quay được anh thôi đi. Để nó tại rồi. Ở đây gồm gia vị, gia vị của mình nấm, củ cải gót và xả và hành.
Chưa mẹ ơi. Chưa xôi.